Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh giam hạ xích từ 155/2021. Chính thức ra mắt thị trường Thái Lan không có smart key. Cái mẫu xe con tay 155cc của hãng giam hạ được bán tại bên Thái Lan với hai tùy chọn màu sắc, chỉ có dùng chìa khóa cửa mà thôi. Sau thị trường Việt Nam, Malaysia, giam hạ tiếp tục giới thiệu đến người tiêu dùng bên Thái Lan một cái chiếc là xích từ 155/2021. Nếu so với các bản ở Việt Nam, quốc gia đầu tiên mở bán cái chiếc X-Star 155/2021, người dùng ở bên Thái không có nhiều lựa chọn về cái phiên bản cũng như màu sắc của chiếc X-Star 155. Yamaha Thái Lan chỉ phân phối cái chiếc X-Star 155/2021 duy nhất cái phiên bản kẹp phanh trước một piston đi cùng với chìa khóa cơ. Điều này trái ngược hoàn toàn với thị trường Malaysia, quốc gia chỉ bán phiên bản kẹp phanh trước hai piston và có chìa khóa thông minh. Trang bị trên cái chiếc X-Star 155/2021 tại Thái Lan không có gì khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn đang bán ở Việt Nam. Chiếc xe được trang bị cho mình một cái giảm sóc ống lòng phía trước và một cái giảm sóc đơn đặt ở phía sau, phanh đĩa cho hai kinh và không có trang bị phanh ABS. Đèn báo rẽ trước sau vẫn đã được nâng cấp lên bóng đèn LED, rất giống hãng đăng ký là Honda Winx. Cung cấp sức mạnh cho em ấy là một khối động cơ 155cc SOC làm mát bằng nhiên dịch. Khối động cơ này cho ra công suất là 17,7 HP, tăng ngưỡng mô tô là 9.500 vòng/phút. Mô men sắc cực đại là 14,4 Nm, tăng ngưỡng mô tô là 8.000 vòng/phút. Các công nghệ là quang biến thiên VVA đi cùng với bộ đi hợp trợ lực chống trượt là cái điểm mạnh của chiếc X-Star 155 so với các hũ trong cùng khúc. Yamaha X-Star 155/2021 đang được bán ở bên Thái Lan có hai màu sắc cho khách hàng lựa chọn, chính là phiên bản xanh CB và phiên bản màu đen, với mức giá rơi về khoảng là 2.083 USD, tương đương khoảng là gần 48 triệu Việt Nam đồng. Còn ở thị Việt Nam, cái chiếc X-Star 155/2021 đang được bán ra với 3 phiên bản là bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản CB, với mức giá bán dao động là từ 47 đến 50 triệu 500 ngàn đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.